chưa đâu. À, tôm mà có khác ha. Con này gánh nhiêu ta? Ừ, con này bự này. Bự bự. 2 ký không? Từ từ gần từ. Vừa đã ăn cơm. Nhận lắm. Còn dạy dưa. Chạy qua bên kia kìa, chạy qua vẫn có cái xô, cái xô. Cái kìa, nó đang xuống, nó xuống từ cái này. Nó nhỏ mày như này thả đi. Nhỏ quá. Chừng nhé. Nước cưng. Nó dạy chết. Dạ. Giờ phải có con chết cũng vậy. Kìa. Thời tới rồi. Bờ luôn heo hay gì em? Ừ. Heo rồi. Đúng là bò, xong heo. Bò nha đâu được dọc không? Vậy ngon rồi. Thấy tám như đực rồi. Cái. Gọi nuôi được cặp cốn, hết người nuôi được chứ. Đực chứ thả luôn, thả vào nhà mình. Đó nuôi nhiều anh nuôi đực. Cứ một con đực. 5 cái thả xong mùa này cái mùa sau cái đổ đực.
con. Lá mua đồ gì thêm không em? Chúng tối làm tẹt còn ăn đâu á. Dính tay, có thằng đồng cũng ngon. Dừa không? Thấy giống rồi. Con nãy em bể. Nãy con đầu tiên chắc lần chứ. Con tiên đang nghi đúng không? Con tiên ăn đang nghi. Hao mòi đúng không? Vũ cái đây rồi vô tới thêm cục cơm nữa hả? Vô ổng thêm cục cơm nữa. Cục
Mấy con cá này có nhạc ha. Cho nó dậy cái đi. Nó cho nó dậy cái đi. Dậy đã nó rồi mình đem vô. Kéo kéo à. Ủa con này lựng à. Không cũng vừa vừa. Bự hơn ba mấy con kia. Bự hơn ba con kia. Ăn chưa ăn? Mấy bên đây anh chạy không?
Thôi con này thì thôi được rồi. Không vô à? Nè không vô. Cá này xíu. Nãy con này đúng đúng câu 2 phút luôn không anh? Dạ. Con này câu 2 phút thôi. Dạ. Con này câu được con này 2 phút á. Hết kích cục đó luôn đi. Con sân cũng gần à. Thấy anh giật à, từ từ chưa có nhiều. Ha ha ha.